7 giờ sáng của ngày 16 Tây tháng 7 2022, thứ bảy đó nha, cuối tuần rồi. Trời bình minh, 7 giờ sáng, tiếng chim hót trước mặt nhà của ta. Ôi thật là bình yên, được ra ngắm trăng, nửa vầng trăng trước mặt, trước nhà, bình minh và tiếng chim hót, thật là yên tĩnh chung quanh mình. Còn cái thú gì mà không ra ngắm trăng, uống cà phê mộng Thúy Nhĩ. Hàng xóm vẫn còn ngủ hết, bên cạnh ta chỉ còn những cành hoa hồng đang nở bung ra thật đẹp. Ly cà phê đen đặc quánh thật thơm phức, espresso Italia và bánh ngọt từ England của cô Lily tặng. Lấy ra ăn và ngắm trăng thôi, Mộng Thúy ơi. Nhớ mọi người thân quá đi thôi. Mỗi lần ta ngồi đây là ta cứ nhớ hết bao nhiêu kỷ niệm thời xa xưa của mình. Ngoài đường mọi người còn ngủ, chưa ăn.